Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Rất vui khi gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Thưa toàn thể quý vị, căn bệnh suy giảm tuần hoàn não đang ngày càng phổ biến và gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này, xin mời toàn thể quý vị và các bạn gặp chuyên gia của chương trình, đó là Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin kính chào Dược sĩ ạ. Cảm ơn Dược sĩ đã tham gia chương trình. Xin chào MC Dương Khánh, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa Dược sĩ, suy giảm tuần hoàn não là gì và những đối tượng nào dễ mắc phải căn bệnh này ạ? Suy giảm tuần hoàn não hay còn gọi là bệnh thiểu năng tuần hoàn não là cái chứng bệnh mà cái lượng máu lên não bị giảm, lượng oxy cũng như các chất dinh dưỡng cung cấp cho não giảm. Do đó nó sẽ giảm cái hoạt động và cái chức năng của các cái tế bào não. Cái độ tuổi mà dễ mắc cái chứng thiểu năng tuần hoàn não thì gặp ở độ tuổi trung niên là nhiều hơn. Tuy nhiên với cái những cái bất lợi của cuộc sống hiện đại ngày nay, chẳng hạn như là môi trường sống bị ô nhiễm, công việc thì bị căng thẳng stress, ảnh hưởng của các chất rượu bia, cả thuốc lá hay là các chất kích thích thì cũng làm cho cái độ tuổi mà bị mắc cái bệnh này trẻ hơn. Chứng suy giảm tuần hoàn não theo Đông y được gọi là huyễn vựng, đúng không ạ? Vậy thì Dược sĩ có thể giải thích cụ thể hơn về chứng này không ạ? Trong Đông y thì cái chứng mà suy giảm tuần hoàn não, hoa mắt chóng mặt đột ngột thì người ta gọi là huyễn vựng. Vì sao người ta lại gọi như vậy? Huyễn có nghĩa là hoa mắt, trước mặt nó quay cuồng, tối sầm. Còn vựng có nghĩa là choáng váng, cảm giác như là nó mất thăng bằng, không thể đứng lại được. Và hai cái triệu chứng này thì nó thường gặp đồng thời với nhau. Vì vậy là người ta gọi là chứng huyễn vựng. Vậy thì về lâu dài mà bệnh suy giảm tuần hoàn não không được chữa trị kịp thời thì nó sẽ có những cái biến chứng như thế nào thưa Dược sĩ? Có rất là nhiều biến chứng đối với cái chứng suy giảm tuần hoàn não này, mà phải kể đến đấy là cái tai biến mạch máu não. Chứng bệnh tai biến mạch máu não ấy thì nó bắt đầu nó sẽ biểu hiện là có cảm giác buồn nôn, chóng mặt, đau đầu và các cơn đau đầu nó trở nên dữ dội. Nặng hơn nữa thì chúng ta có cảm giác là quay cuồng, ngất xỉu. Tiếp theo đến là có thể là gây méo miệng, gây mất cảm giác, mất cái sự điều khiển giữa các cái chi ấy. Và sâu hơn nữa là có thể dẫn đến hôn mê và đột quỵ. Một biến chứng thứ hai của cái bệnh suy giảm tuần hoàn não phải kể đến đấy là các cái rối loạn, chẳng hạn như là trường hợp mà nó thiếu máu lên não thì sẽ gây rối loạn tuần hoàn não, thiếu máu đến tim thì sẽ gây suy tim, các chứng đột quỵ, thiếu máu đến gan, đến thận thì nó sẽ gây các cái chứng suy gan, suy thận. Thưa Dược sĩ, vậy thì việc tập luyện của những người mắc chứng bệnh này cần phải chú ý những gì ạ? Việc tập luyện của các đối tượng mắc bệnh này thì cần lưu ý là mình nên dùng những cái bài tập nó nhẹ nhàng để nó giúp lưu thông tuần hoàn não. Đầu tiên chúng ta phải kể đến cái phương pháp đấy là đi bộ. Đi bộ thì nó có rất là nhiều tác dụng. Ngoài việc là đưa máu lên não này, đưa giúp oxy lên não này, thì nó còn cung cấp các cái chất dinh dưỡng và nó đưa giúp cho các tế bào thần kinh nhanh được tiếp nhận các cái chất dinh dưỡng. Phương pháp thứ hai đó là chúng ta có thể dùng cái việc day từ cái xương cùng này, xương cụt đến cái đoạn vai gáy. Phương pháp thứ ba chúng ta có thể day từ cái bộ phận vai gáy đến các cái phía sau ốc tai, các cái bộ phận mà nó gần cái các cái tế bào thần kinh ấy, các tế bào tiền đình ấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp vật lý trị liệu ở các cái bệnh viện y học cổ truyền thì nó cũng cải thiện được rất là nhiều cho cái chứng rối loạn tuần hoàn não. Chương trình cho tôi hỏi, tôi bị đau đầu, mỗi lần đau, đầu tôi lại bị nóng và trán nóng bừng lên.
Khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là thiểu năng tuần hoàn não. Vậy tôi cần uống thuốc gì và chữa trị như thế nào? Xin được lời khuyên của chương trình. Trong câu hỏi của bạn thì tôi cũng được biết là bạn đã đi khám bác sĩ và đã có chẩn đoán bệnh. Thì chắc chắn là khi đi khám bệnh viện thì bác sĩ cũng đã kê cho bạn những cái toa thuốc cũng như là những cái phác đồ điều trị. Nếu mà được gặp bạn thì tôi có thể hỏi bạn thêm là trong quá trình dùng thuốc thì bạn đã thấy nó tiến triển như thế nào, hoặc là có gặp phải những cái tác dụng phụ không mong muốn gì không. Còn đây chính vì là chỉ biết tình trạng bệnh đến như thế thì tôi cũng chỉ tư vấn giúp bạn. Tức là bạn sau một cái thời gian điều trị mà dùng thuốc theo phác đồ của bác sĩ, nếu không đỡ, bạn có thể đi thăm khám lại bác sĩ để người ta có thể đưa ra một cái phác đồ phù hợp hơn cho bạn. Thêm vào đó, bạn cũng có thể kết hợp các cái bài tập như tôi vừa nêu ở trên, như là đi bộ này, dùng vật lý trị liệu hay là các cái phương pháp mà day để cho các cái khí huyết nó lưu thông, các cái mạch máu nó được lưu thông để nó cung cấp các cái lượng máu cho não nó đầy đủ và tốt hơn. Thêm vào đó thì bạn có thể sử dụng thêm các cái thực phẩm chức năng nó hỗ trợ điều trị các cái chứng bệnh của bạn, như là thực phẩm chức năng bát não tiên. Ngoài cái tác dụng điều trị nó giúp đưa máu lên não, lưu thông tuần hoàn máu não, thì có thể nó giúp cho bạn an thần vào buổi tối, tức là giúp cho bạn có những cái giấc ngủ ngon. Đương nhiên khi bạn ngủ ngon, ngủ đủ giấc và sâu giấc thì ban ngày khí huyết của bạn nó cũng lưu thông và nó sẽ giúp được cải thiện các cái tình trạng của bệnh của bạn rất là nhiều. Dương Khánh thay mặt toàn thể quý vị khán giả cảm ơn dược sĩ về những chia sẻ rất là hữu ích về sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những phút vừa rồi của chương trình sẽ phần nào giúp cho quý vị và các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Và để được tư vấn kỹ hơn, xin quý vị liên hệ tới hotline 033 567 2008 và địa chỉ hòm thư tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.